chiếc ghe này nó đi về mà lật tới lật lui quá nguy hiểm các bạn. À, có một chiếc vỏ lãi đang chạy ga nữa. Quá trời. Wow. Quá trời sóng các bạn ơi, sóng khủng khiếp luôn. Biển Đông đang tác động bởi một cơn bão mới các bạn, đang hình thành ở ngoài khơi Philippines nha. Nhưng mà nó không vào Việt Nam, ở ở đây bị gì ảnh hưởng thôi. Má chạy chiếc ghe nó chạy lắc cũng khiếp thiệt. Quá wow, các bạn ơi, chạy nhìn ghê quá. Kêu mình lên đó ngồi là không dám đâu nha. Giữa biển. Trời ơi. Quá trời lắc dữ dội thiệt. Sóng quá lớn các bạn. Ờ, ông vô lãi ra nữa kìa. Có tay hai vợ chồng này đang tính vượt biển bằng vô lãi nhỏ nè. Giờ sóng rất là lớn các bạn. Trời ơi, cái ghê. Không có một cái áo phao luôn. Sao không quay vào bờ trời. Sống kiểu này, đi kiểu này rất là nguy hiểm nha. Ơi, còn quay phim nữa chứ, còn quay phim chụp hình nữa kìa. Rồi còn nhìn nhau cười nữa chứ. Rồi quay vô bờ rồi. Quay về các bạn. Rồi, hai vợ chồng này chạy ra đây review sóng cái gì nè. Đó đó. Đây là bà vợ muốn ra xem sóng bão khủng khiếp như thế nào nha. Ông chồng ông lái ra cho xem các bạn. Còn chụp hình đang quay phim đó. Quá wow, bó tay luôn. Này chạy kìa. Quần đồ quần ở đây làm gì? Giữa biển. Cái này chắc mới yêu nhau hay gì nè. Tìm chỗ thơ mộng để chạy ra chụp hình các bạn. Quá trời. Trời ơi. Hai hôm trước thì có chìm một chiếc ghe do sóng nó đánh dập vô cái bờ kè nha. Còn có thể xem lại clip cũ à. Qua wow, bây giờ mới dám chạy về đó. Rồi cái bà này mà quay phim. Ta thì đi trốn bả này. Chạy ra đây đi quay phim chụp hình đi. Khổ thiệt chứ. Chạy ra chút xíu nữa là lật luôn rồi. Bây giờ là chiếc cao tốc rất là khó khăn đang về đất liền các bạn. Bạn thấy là khói của nó bốc lên phía sau rất là dữ dội nha. Đang ghẻ những cơn sóng để chạy về đất liền từ ngoài đảo. Hiện giờ đang sóng rất là mạnh. Hôm nay là chịu ảnh hưởng của một cơn bão các bạn. Cũng khá là xa, không có vô Biển Đông. Nó sẽ đi cơn bão rất là lớn, có thể lên cuồng phong luôn.
nhưng mà nó vô Trung Quốc các bạn ơi, nó vào Thượng Hải, gần gần Thượng Hải của Trung Quốc nha, tầm khoảng 3 đến 4 ngày tới là nó sẽ vào các bạn. Nó thì chạy lên khói hết trơn, nó còn nhàn biển nó bay theo để bắt cá, tốc độ ghê không, trời ơi, khói lên đen mịt mù luôn. Mấy hôm nay tin vui là ở phía Bắc bớt mưa các bạn, giờ đang khắc phục lũ lụt, nhưng mà nước sông Hồng vẫn duy trì nha, xuống chỉ mực nước thấp thôi chứ không có xuống nhanh. Đó, sức mấy con nhạn biển nó bay phía sau nó săn mồi khi mà tàu cao tốc đang vào nha. Lạng quá lạng không ạ. Tàu cao tốc mà đi lênh đênh kiểu này nè. Chiếc vỏ lãi hồi nãy mà nó ra là thảm họa luôn. Chồng hồi nãy không biết có biết bơi không, là dám ra chụp hình quay phim sóng lớn mới ghê chứ. Đang chạy tốc độ vô bờ các bạn.
tiếp tục là một chiếc vỏ thu mua đang vượt qua những cơn sóng đi qua bên kia biển nha. Đây, chiếc vỏ đi thu mua cá đem về đất liền các bạn ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.